Xin kính chào các quý vị, xin kính chào các thầy và xin chào các bạn. Ophelia Secunda giải quyết vấn đề vô sinh. Hiện nay trên thế giới, nhiều chị em phụ nữ đang tìm cách mang thai, đã chuyển sang các phương pháp điều trị cổ điển và truyền thống, đó là dùng cây thuốc có tên tiếng Anh là Ophelia. Đấy, đây là cây thuốc Ophelia. Tên tiếng Pháp là Pyrrole unilateria. Còn tên tiếng Nga là Borovaya macca. Và tên tiếng Trung là Đan sở hoa. Tức là đan chắc hoa, tiếng nôm đấy là như thế. Còn tên tiếng Nhật là Orusoria. Ophelia Secunda được sử dụng trong y học dân gian cho các bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục nữ và nam, rồi thận và đường tiết niệu. Tất nhiên, cây thuốc này không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả, nhưng phần lớn phụ nữ đã tìm được hạnh phúc sinh con, đã chữa được bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền dân gian, đã được chứng minh từ hàng trăm năm nay. Nhiều người đã có thiên chức làm mẹ, đã mong đợi từ lâu bằng cách sử dụng cây thuốc thảo dược này. Nó chữa lành căn bệnh vô sinh cho cả nam và nữ, đó là cây thuốc Ophelia Secunda. Đấy, như các quý vị đã thấy đấy, nó là loại cây lâu năm phát triển ở vùng lạnh và ôn đới của Bắc Bán Cầu, trong các khu rừng ở châu Âu từ Iceland đến dãy núi Pyrenees, ở châu Á và Bắc Mỹ. Ở Mỹ, nó được liệt kê là có nguy cơ tuyệt chủng tại các bang Maryland, Indiana, Ohio, Iowa và Rhode Island, và được cho là đã hoàn toàn tuyệt chủng ở bang Connecticut. Ở Nga, nó vẫn được tìm thấy ở phần châu Âu của Nga, ở Siberia, Viễn Đông và ngoại Caucasus. Loại thảo mộc này lâu năm này có chiều cao chỉ 10 phân. Nó có chứa iridoid, hydroquinone, arbutin, methylabutin, cumarin, tannin, flavonoid, quinone, vitamin C, axit hữu cơ, tartaric và citric, cũng như các nguyên tố vi lượng là sắt, đồng, kẽm, mangan và titan. Ophelia Secunda có chứa 16 axit amin thiết yếu, trong đó có tyrosine giúp điều chỉnh xung lực trong não, giúp phụ nữ điều hòa kinh nguyệt, giảm những triệu chứng như là trầm cảm, mệt mỏi, mất trí nhớ. Ophelia Secunda được sử dụng rộng rãi trong y học dân gian. Ngày nay các nhà khoa học đã ưu tiên ứng dụng loài cây này trong việc cung cấp các axit amin thiết yếu, giúp bồi bổ sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, tăng hiệu quả trong quá trình điều trị u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Đối với các bệnh lý về đường sinh dục liên quan đến chức năng sinh sản của phụ nữ, chúng ta cần chú trọng đến vấn đề cung cấp đủ chất dinh dưỡng và axit amin thiết yếu cho cơ thể để điều hòa các nội tiết tố cho bộ phận sinh dục, cũng như làm mới, tái tạo lại cấu trúc tế bào để quá trình điều trị bệnh thực sự hiệu quả. Đấy, chúng ta
nhìn thấy là cái cây Otilia này nó mọc ở trong cái rừng, vùng rừng, mà nó chỉ lan ở trên mặt đất thế này thôi. Một bà mẹ trẻ ở Nga đã chia sẻ tâm tư trên mạng xã hội như sau: Buduchi ishu mladoi ya perenyesla vukidush. Xin dịch là: khi tôi còn trẻ, tôi bị sảy thai. Pusle vachichenye semi donik liet nyemakla pasnach radosh rashyenya rebionka. Sau đó, suốt 7 năm dài, tôi không thể biết đến niềm vui có một đứa con. Vrachi razvadili rukami tak kak prichin dlya besplodya nie videli. Các bác sĩ đã bó tay vì họ không tìm thấy nguyên nhân gì gây ra tình trạng vô sinh của tôi. Я трижды провела чистку организма, затем начала прием буровой матки. Tôi đã tẩy giun sán ký sinh trùng trong cơ thể 3 lần, sau đó bắt đầu uống Otilia Secunda. Всего после двух недель лечения я поняла, что наступила долгожданная беременность. Chỉ sau 2 tuần điều trị, tôi nhận ra rằng cái thai mà tôi mong đợi bấy lâu nay đã đến. Patricia Semlet ya radila zamichachennuyu devchushku. Năm 37 tuổi, tôi sinh một bé gái kháu khỉnh. Pila borovuyu matku adnobokuyu dorodov. Tôi hoàn toàn chỉ uống Otilia Secunda cho đến khi sinh nở. Biremenus prachekalia bez problem. Не было даже очаков. Quá trình mang thai diễn ra không có vấn đề gì, thậm chí không có cả hiện tượng phù nề. Đó. Đấy, bà mẹ trẻ đã viết như vậy để những gia đình không có con hãy theo gương của cô ấy, đừng mất hy vọng. Điều trị tử cung bằng Otilia Secunda sau bao nhiêu năm chờ đợi, cô ấy thậm chí không thể mơ đến kết quả nhanh chóng như vậy. Và cô ấy đã chúc những ai đọc được bài chia sẻ tâm tư của cô ấy sẽ thực hiện được ước mơ ấp ủ của mình và bắt đầu thực hiện những gì họ muốn. Đây là một bài báo online tuyệt vời, mang lại hy vọng cho mọi người. Vậy loại cây này là gì mà có sức mạnh như vậy? Tại sao Otilia Secunda giúp thụ thai được? Có rất nhiều nguyên nhân khiến không có thai mà chờ đợi lâu, như là rối loạn nội tiết tố gây gián đoạn du kỳ, rồi thiếu hụt hoàn toàn quá trình rỗng trứng. Có đủ các bệnh lý gây vô sinh. Các đặc tính do Otilia Secunda sở hữu độc đáo trong hoạt động của chúng và do thành phần hóa học của chúng giúp chữa khỏi những căn bệnh này. Từ lâu, Otilia Secunda được coi như một loại cây giúp thúc đẩy quá trình thụ thai, đã được đề cập trong các luận thuyết của các lương y và các nhà thảo dược, cũng như trong các công thức cổ truyền dân gian để điều trị bệnh. Những tiến bộ hiện đại trong sinh học và hóa học cho phép các bác sĩ xác định chính xác những loại thảo mộc hữu ích, những chất nào trong chúng chịu trách nhiệm về tác dụng chữa bệnh và những quá trình nào diễn ra trong cơ thể phụ nữ. Đặc tính dược lý của loại cây này là
có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, chống ung thư, hấp thu, giảm đau và lợi tiểu, giúp duy trì khả năng miễn dịch. Các chế phẩm từ nó có thể làm tăng hoạt động chức năng của tử cung và phần phụ, cải thiện hoạt động của hệ thống sinh sản nói chung. Trong đó, arbutin có tác dụng chống viêm và lợi tiểu, hydroquinone có đặc tính chống oxy hóa, coumarin là chất chống đông máu mạnh, và chất flavonoid có tác dụng chống viêm, lợi mật, lợi tiểu, an thần, chống oxy hóa, và saponin có đặc tính long đờm, lợi tiểu, bổ và an thần. Đặc tính khử trùng và chống viêm của Optilia Secunda là do hydroquinone được giải phóng trong cơ thể trong quá trình thủy phân arbutin bởi các enzyme gây kích ứng biểu mô thận. Arbutin có tác dụng lợi tiểu. Optilia Secunda được sử dụng rộng rãi để điều trị các bệnh phụ khoa, viêm nhiễm, chảy máu tử cung, nhiễm độc, kinh nguyệt không đều và xói mòn cổ tử cung. Optilia Secunda đặc biệt hiệu quả đối với bệnh u màng trong tử cung lạc chỗ. Từ lâu, phụ nữ đã biết rằng sử dụng Optilia Secunda để thụ thai và sinh con thành công là một trong những phương tiện đáng tin cậy nhất do thiên nhiên ban tặng. Tại sao bạn không thể có thai và Optilia Secunda giúp chữa vô sinh như thế nào? Trong y học hiện đại, thông thường việc chẩn đoán tình trạng hiếm muộn của các cặp vợ chồng dựa trên một tiêu chí đơn giản là khi đã giao hợp thường xuyên từ 2 lần trở lên trong một tuần. Mà trong một năm không có thai. Qua thống kê, người ta thấy rằng năm đầu tiên của các đôi vợ chồng mới cưới có ý nghĩa quyết định đối với việc thụ thai, vì 30% các trường hợp tăng thai xảy ra trong 3 tháng đầu khi cố gắng giao hợp liên tục, 60% trong 7 tháng tiếp theo và chỉ 10% vào những tháng cuối năm. Sau giai đoạn này, cần bắt đầu tìm nguyên nhân vô sinh. Chúng thường bao gồm các bệnh lý sau đây: bệnh rối loạn nội tiết tố. Để xác định sự mất cân bằng nội tiết, bạn cần phải vượt qua các bài kiểm tra về mức độ của hai loại hormone khác nhau. Một là mức độ estradiol. Một phân tích về mức độ estradiol có thể cho thấy những trục trặc trong hoạt động của buồng trứng, vì sự gia tăng đặc biệt nồng độ của nó được quan sát thấy trong quá trình trưởng thành của nang trứng. Thủ tục này phải được thực hiện trong giai đoạn đầu tiên của chu kỳ hành kinh trong hàng tháng, vì sau khi rụng trứng, mức độ estradiol giảm mạnh. Thứ hai là mức độ progesterone. Cần phân tích mức độ progesterone khi có nghi ngờ rằng tình trạng vô sinh là do thiếu loại hormone đặc biệt này. Như thực tế cho thấy, việc giảm sản xuất progesterone có thể làm giảm đáng kể cơ hội thụ thai. Các phytoestrogen có trong thảo dược Optilia Secunda này đấy, có khả năng kích thích cơ thể phụ nữ thụ thai. Loại bệnh thứ hai là bệnh tắc nghẽn ống dẫn trứng, bị kết dính. Bệnh lý này là một trong những nguyên nhân nghiêm trọng dẫn đến vô sinh. Thật không may, trong trường hợp chẩn đoán kết dính và tắc nghẽn ống dẫn trứng, không thể sử dụng Optilia Secunda vì các thành phần phytohormonal này mạnh
của nó có thể gây ra thai ngoài tử cung. Loại bệnh thứ ba là các bệnh truyền nhiễm của hệ thống sinh sản nữ. Hiện nay đây là loại bệnh của cơ quan sinh dục, là nguyên nhân chủ yếu gây vô sinh. Loại bệnh này đặc biệt nguy hiểm, các bác sĩ gọi là viêm phần phụ hay gọi là viêm vỏ trứng đấy, hay đơn giản hơn là viêm phần phụ tử cung. Viêm nhiễm ở bất kỳ hình thức nào, nếu khu trú ở bộ phận sinh dục, đều có ảnh hưởng bất lợi đến các chức năng của tử cung và buồng trứng, có thể gây gián đoạn chu kỳ hành kinh hàng tháng, mất cân bằng nội tiết tố và các rối loạn khác. Khi có các triệu chứng của bệnh truyền nhiễm, bạn cần tuân thủ kế hoạch sau đây. Thứ nhất, tham khảo ý kiến bác sĩ để được kiểm tra đầy đủ để loại trừ các bệnh tiềm ẩn, chẳng hạn như là nhiễm trùng roi âm đạo, bệnh lậu, bệnh lây qua đường tình dục, các loại vi khuẩn chlamydia, vi khuẩn urea plasma, urea lepticum và những bệnh khác. Nếu có thì cần phải điều trị thích hợp. Thứ hai là hãy chú ý đến bệnh lao hệ thống sinh sản nữ, có thể dẫn đến tắc nghẽn và hậu quả là vô sinh dai dẳng. Bệnh này thường tiến triển mà không có triệu chứng rõ rệt. Người phụ nữ có thể bị quấy rầy bởi cơn đau tái phát, suy nhược và sốt nhẹ. Trong y học hiện đại, có một số vấn đề nhất định trong việc chẩn đoán bệnh lao bộ phận sinh dục nữ. Một mặt, các bác sĩ phụ khoa thường có xu hướng bỏ qua nguyên nhân vô sinh này, vì tất cả các bệnh có tính chất bệnh lao đều được họ chuyển đến bệnh viện lao. Mặt khác, ngược lại, không có đủ bác sĩ có trình độ chuyên môn về sản phụ khoa trong các bệnh viện lao. Hãy sử dụng các đặc tính chống viêm và khử trùng của Ortelia Secunda để điều trị các bệnh truyền nhiễm của hệ thống sinh dục dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra, do đặc tính kích thích miễn dịch và tác dụng tăng ham muốn, Ortelia Secunda giúp tăng khả năng thụ thai thành công. Bệnh thứ tư là bệnh u màng trong tử cung lạc chỗ, mà tiếng Anh là endometriosis. Đây là một tình trạng khá nghiêm trọng, cũng là một rào cản trong việc thụ thai. U màng trong tử cung lạc chỗ gây ra sự gia tăng số lượng mô và tách máu được tách ra trong thời kỳ kinh nguyệt. Đó là lý do mà tại sao khi bị bệnh này, việc sử dụng Ortelia Secunda để điều trị bị hạn chế, vì nó có đặc tính làm loãng máu. Phiên bản hiện đại của nguyên nhân bệnh u màng trong lạc cung tự chỗ, tử cung lạc chỗ đấy, liên quan đến sự mất cân bằng nội tiết tố. Dư thừa estrogen trong nửa đầu của chu kỳ kinh nguyệt và thiếu progesterone sterone trong nửa sau. Điều trị bệnh này liên quan đến việc sử dụng các dược phẩm nội tiết tố, chứ không phải chỉ có sử dụng Ortelia Secunda đâu. Nếu cần thiết có thai mặc dù bị bệnh u màng trong tử cung lạc chỗ, có thể dùng Ortelia Secunda để tăng khả năng thụ tinh thành công, nhưng phải theo chỉ định của bác sĩ. Và bệnh thứ năm là nguyên nhân do có khả năng miễn dịch cao. Đây là một tình huống hiếm gặp nhưng có thể xảy ra. Các kháng thể thường được tiết ra để bảo vệ cơ thể chống lại vi khuẩn, và có rất nhiều trong chất tiết nhầy của âm đạo. Hóa ra nó lại là đối thủ của tinh trùng của người chồng. Để xác nhận lý do này, cần thực hiện một bài kiểm tra chuyên biệt. Và thật không may, Ortelia Secunda hóa ra lại vô dụng để giải quyết vấn đề này. Loại bệnh thứ 6 là trạng thái tâm lý. Hóa ra trạng thái tinh thần của người phụ nữ có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai, không kém gì các lý do bệnh lý khác. Các nhà tâm lý học tin rằng
tình trạng vô sinh ở những phụ nữ không có vấn đề về sức khỏe cũng do nỗi sợ hãi có ý thức hoặc tiềm thức về việc mang thai và sinh con. Nghi ngờ, cáu kỉnh, lo lắng, trầm cảm và các tình trạng tiêu cực khác là yếu tố dẫn đến sự xuất hiện của nỗi sợ hãi như vậy. Về mặt sinh lý, hệ thống sinh sản rất dẻo dai. Do đó, để một người phụ nữ trở nên vô sinh chỉ vì một lý do nào đó trong danh sách 6 lý do đã trình bày ở trên ấy, là chưa đủ. Nhưng hầu hết, tất cả những phụ nữ không có khả năng thụ tinh đều đã trải qua một cuộc kiểm tra y tế toàn diện, được phát hiện có một số tình trạng bệnh lý có thể làm gián đoạn hoạt động của hệ thống sinh sản đến mức không thể thụ thai. Cần sử dụng Otilia Secunda để chữa vô sinh theo nguyên tắc sau đây. Hãy chắc chắn đi kiểm tra nồng độ progesterone và estradiol. Hãy hỏi bác sĩ cách điều chỉnh và đừng quên theo dõi tình trạng cân bằng nội tiết tố trong suốt quá trình điều trị. Trước khi quyết định sử dụng loại cây Otilia Secunda này, hãy nghiên cứu danh sách các trường hợp chống chỉ định và các tác dụng phụ có thể xảy ra. Otilia Secunda đã tự chứng minh mình là một phương thuốc đáng tin cậy cho sự tăng sản nội mạc tử cung, tức là nó phù hợp nhất cho những phụ nữ có mức độ estrogen cao và progesterone bình thường. Phụ nữ có nồng độ estrogen dưới mức bình thường thì không nên dùng Otilia Secunda trong giai đoạn đầu của chu kỳ kinh nguyệt. Trong tình huống như vậy, nếu cần thiết, có thể dùng Otilia Secunda trong giai đoạn thứ hai, nhưng với sự theo dõi liên tục của sự cân bằng nội tiết tố. Tốt hơn là không nên kết hợp điều trị bằng Otilia Secunda với bất kỳ một chế phẩm dược phẩm nội tiết tố nào. Chúng có thể thay đổi tác dụng của nhau một cách khó lường. Vì vậy, nếu cần đến tác dụng có lợi của cả phương tiện nhân tạo và tự nhiên, bác sĩ có thể chỉ định điều trị xen kẽ với các giai đoạn từ 2 đến 3 chu kỳ kinh nguyệt. Lúc dùng Otilia Secunda để điều trị các bệnh về cơ quan sinh dục, cần bảo vệ, tránh sảy thai. Và không thể chấp nhận Otilia Secunda trong thời kỳ kinh nguyệt do nó tác dụng làm loãng máu của nó. Một trong những dấu chống chỉ định nhất là chẩn đoán tắc nghẽn ống dẫn chứng. Chế phẩm từ Otilia Secunda có thể gây chửa ngoài tử cung nếu bị tắc nghẽn ống dẫn chứng mà lại dùng nó. Trong trường hợp estrogen thấp và không có hiện tượng rụng trứng thì cần kết hợp với đan sâm trong giai đoạn 1 và Otilia Secunda sử dụng trong giai đoạn 2 của chu kỳ kinh nguyệt. Thời gian của một liệu trình là không quá 3 chu kỳ hành kinh. Nếu dung nạp tốt, có thể lặp lại liệu trình sau khi nghỉ 1 tháng nếu cần thiết. Vậy cụ thể cách điều trị vô sinh bằng Otilia Secunda như thế nào? Thân, hoa và lá của Otilia Secunda, tức là toàn bộ phần mặt đất, đều được sử dụng trong dược lý. Thứ nhất là ngâm rượu Otilia Secunda. Rượu thuốc được pha chế như sau: lấy 50g Otilia Secunda khô đấy, cho vào một chai rượu vodka nửa lít, để ở một nơi tối, thỉnh thoảng lắc chai lên trong 3 tuần, sau đó lọc và uống 3 lần mỗi giờ, mỗi lần 25 giọt. Điều quan trọng là cần phải theo dõi các thời kỳ mà chế phẩm Otilia Secunda sẽ được thực hiện. Trước khi bắt đầu sử dụng, cần phải trải qua một cuộc kiểm tra mức độ estrogen vì dùng thuốc làm giảm mức độ của nó. Ở mức bình thường của estrogen trong máu đấy, thì uống một đợt Otilia Secunda bắt đầu từ ngày hôm sau
sau khi kết thúc chu kỳ kinh nguyệt và không muộn hơn ngày thứ 7 của chu kỳ kinh nguyệt, và uống thường xuyên như vậy. Nếu mức độ hormone thấp thì chỉ được phép uống trong nửa sau của chu kỳ kinh nguyệt. Điều này cần được giám sát chặt chẽ. Vậy bạn nên dùng trong bao lâu? Việc điều trị là lâu dài, một liệu trình tối thiểu là 3 tháng. Quá trình điều trị phụ thuộc vào các yếu tố tuổi của bệnh nhân, thời gian và giai đoạn của bệnh, và thứ ba là nền nội tiết tố. Bạn không nên tự dùng Otilia Secunda mà không tham khảo ý kiến bác sĩ. Thời gian tối đa của liệu trình được thực hiện lên đến 6 tháng, sau đó tạm nghỉ. Với mục đích dự phòng, uống Otilia Secunda trong không quá 3 tuần và định kỳ trong 3 năm. Các liệu trình phòng ngừa được thực hiện bằng nước thuốc sắc. Không khó để chuẩn bị một lần sắc thuốc. Lấy 10 gram bột Otilia Secunda đã nghiền nát, cho vào 250 gram nước sôi, sắc lên trong 1 giờ. Và cách sắc thứ hai là lấy 3 thìa nhỡ của cây Otilia Secunda đấy, thái nhỏ, cho vào 300 gram nước, đun lên trên lửa trong khoảng 1/4 giờ, vẫn đậy kín nắp để nguội trong 30 phút, sau đó lọc bỏ bã. Cách uống là uống 15 ml nước trước cái bữa ăn 60 phút, 4 lần một ngày. Nước thuốc sắc cũng được sử dụng để thụt rửa nếu có bất kỳ quá trình viêm nhiễm phụ khoa nào. Một hữu ích khác của Otilia Secunda, nếu hiện tượng kinh nguyệt bị đau, nó sẽ nhanh chóng làm giảm co thắt mạch máu, cải thiện sức khỏe, bình thường hóa chu kỳ kinh nguyệt, loại bỏ chảy máu và giúp hiệu giảm các biểu hiện mãn kinh. Vậy điều gì có thể xảy ra trong quá trình điều trị vô sinh khi dùng Otilia Secunda? Tốt hơn hết, bạn nên uống thuốc Otilia Secunda trước bữa ăn. Nhưng với bệnh viêm dạ dày thì sẽ kèm theo cảm giác khó chịu đấy. Cho nên trong trường hợp này, bạn có thể uống 1 giờ sau khi ăn. Đừng lo lắng nếu việc uống Otilia Secunda ở đầu liệu trình gây ra sự vi phạm chế độ kinh nguyệt, cũng như sự tiết dịch dồi dào tương ứng. Với liệu pháp Otilia Secunda, việc xuất hiện các bước nhảy về nhiệt độ cơ thể trong chu kỳ kinh nguyệt được coi là bình thường, sau đó sẽ sớm trở lại bình thường. Theo kinh nghiệm của những phụ nữ đã uống Otilia Secunda, đầu tiên các bệnh tiết niệu mãn tính sẽ trầm trọng hơn, sau đó số ngày trong chu kỳ kinh nguyệt sẽ thay đổi, đồng thời các biểu hiện tiêu cực của hiệu chứng tiền kinh nguyệt giảm xuống. Sau đó sự ổn định của nhiệt độ cơ thể và sự rụng trứng được ghi lại, và cuối cùng sẽ là thai kỳ được chờ đợi từ lâu. Xin cảm ơn tất cả quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream này. Xin chào tạm biệt.